Đấy, giờ mình lóc thịt vịt da rồi các bạn ơi. Giờ mình xắt thịt nạc lại thành hột lựu nha. Cái bầm da thì dí xương đồ cũng không ngon nha cả nhà. Hồi mình chuẩn bị đổ bánh xèo. Nếu bầm ra thì nó không được ngon. Xắt hột lựu như vậy thì nửa xào lên nó ngon lắm cả nhà ơi. Bữa nay sẽ tự nhiên cái thèm bánh xèo. Nấu cháo là thôi ông nấu vừa đi, con mua thịt bò hết. Con lại đổ cái ít cái bánh xèo cho ông ăn. Thôi chạy chỉ khó chút xíu đi. Chỉ khó chút xíu mà mình có ăn. Một nạo. Bây giờ ta nạo máy không ạ? Ít có ai nạo tay như mình lắm nha. Mình có bằng nạo nhà nè, ít ở ruộng mà. Nạo này cũng bén quá. Mình tước bông điển cả nhà ơi. Đằng hầu mình đổ bánh xèo bông điển với thịt vịt nha cả nhà. Bông điển giờ cũng gần hết mùa cả nhà, giờ mình tranh thủ đổ bánh xèo bông điển nha. Bông điển mới hái nó còn bông nó còn ngọt ngay rồi cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Bữa nay mớm đi chợ mua được thịt vịt ngon quá cả nhà ơi, rồi mớm về đổ bánh xèo cho Dương Năm ăn, mà mớm lóc xương ra rồi nha cả nhà, còn thịt mớm xách hột lựu ăn cho dễ ăn, bầm xương có ăn lắm cả nhà ơi. Rồi mua được 1 kg đường điển đang đổ bánh xèo, rồi cũng chuẩn bị gia vị đường, bột ngọt với bột nghệ với hành nha cả nhà. Giờ mớm chuẩn bị pha bột nha. Qua bịch bột này là 1 lít nước nha cả nhà. Nãy mắm đường nước dừa là nước cốt dừa rồi. Giờ mắm đổ vô nha cả nhà. Một bịch là 1 lít nước đó. Còn nếu cả nhà mà để hơn thì nó hết chắc ngon rồi. Nó không còn độ béo nữa. Ở nhà muốn cho nó giòn thêm thì ở nhà hồ đổ thêm một ly bia nhỏ, ly giống như uống nước trà vậy đó, đổ vô một ly cho cái bánh, cái dè cái bánh nó giòn lên. Giờ mình chế bia vô nha các bạn. Có 2 giá này đi các bạn ơi. Để cho bánh giòn nha các bạn. Xong mình để có muỗng bột ngọt nha. Muỗng đường luôn nha cả nhà. Có 2-3 muỗng bột nghệ nha. Cho cái màu lên cho nó đẹp. Để hành vô luôn nha cả nhà. Ba cái dừa nó béo cho coi. Quá đẹp. Mình đổ dầu vô các bạn ơi, mình xào thịt nha. Để hành với tỏi với củ hành lá nha cả nhà. Mua hết cả nhà ơi.
hành nó vàng rồi các bạn ơi. Giờ mình để thịt vô nha. Mình để cho vậy luôn nha cả nhà. Bắt lửa ra đi cả nhà. Để hai muỗng cà no nha. Muỗng một ngọt nha cả nhà. Hai muỗng đường lên cả nhà. Mình phải đặt cho nó xong rồi đi rồi mình làm cái chân nhỏ xèo. Cả nhà ơi, để hành lá vô nha cả nhà, góc đường tắt bẩn luôn mình để vô luôn. Nhà. Lần đầu tiên mới đổ bánh xèo cả nhà. Đó giờ bóng chưa đổ lần nào đó mới đổ lần đầu tiên đó. Nhà
nhà mình để nhuyễn nhưng nhiều cũng không đấy cả nhà. Năm cái cho nó đã. Còn đột nhiên mắm đổ bánh xèo mà khéo ghê cả nhà. Đột nhiên đổ luôn đó. Làm nước mắm nha cả nhà. Mình nấu làm nước mắm thì mình nấu nước dừa cho nó nóng lên đi rồi làm nước mắm mới ngon nha cả nhà. Còn mình không có nấu lên thì để nó vậy thì nó không có được ngon. Giờ mình bỏ đường vô cái nhà. Năm muỗng đường nha cả nhà. Mình đổ nước chanh vô luôn. Giờ nước dừa sôi rồi cả nhà ơi, giờ mình tắt lửa rồi, giờ mình đổ vô làm nước mắm luôn cả nhà. Nước dừa làm nước mắm rồi chấm xèo ăn chịu gì nổi đây. Mình để nước mắm vô nha cả nhà. Để 3 muỗng nước mắm ngay cả nhà. Tại vì 5 muỗng cũng ăn lạc, cũng không chịu ăn mặn. Mặn quá rồi chấm bánh xèo không có bắt nha cả nhà. Rồi mình bỏ ớt vô nha. Mình để nãy cũng sắc của cải đỏ, cải trắng cũng sắc nhuyễn thành sợi rồi. Giờ mình để vô luôn nha cả nhà. Ít thôi, ngầu năm muốn ăn nữa thì để vô thêm. Wow.
quá hấp dẫn cả nhà ơi. Trời mưa mà chấm bánh xèo, đổ bánh xèo bông điên điển thịt vịt chấm nước mắm này nữa rồi ăn gì chịu nổi. Mắm không phải là thợ nấu hay cả nhà, chỉ nấu nhà dựng cháu ăn vậy thôi nha. Không phải như mấy chị mấy cô nồi bếp nấu đồ ăn nha. Mình nấu cũng được mà không bằng mấy chị thôi. Nãy giờ trời mưa mình đi hái rau các bạn ơi, mưa quá trời mưa. Rau coi nè, mưa nó tốt coi nè. Hết chị rau chưa? Hái nhiều rau lắm, đủ thứ rau hết trơn. Người ta cắt nè. Nhóc của trời mới hái vô đập. Bên này thèm bánh xèo cũng xui nhé. Trời mưa gì quá trời, đám mưa nó lớn. Mắt đục hết mưa hết hồi nó bây giờ mới về mới hái nè. Mà nhờ có rau nhiều nó dễ hái, thành ra nó mau. Nó tốt gì quá xá lá tốt. Ngon gì đâu, cái này mà cuộn cuộn bự nha. Cá bự bự thì cuốn cuốn bằng cầm tay chứ. Nó đã cái miệng gì đâu á. À, lá xài nha các bạn. Cái này nước mới xuống rồi lá xài nhóc hết trơn nè. Để nó bự cuốn cho nó bự. Quá ngon. Cài rồi nó tầm vuột thế nè. Trời ơi, lát vuột mình khỏi lặt để gì nữa, mình tước ra ăn, ai ăn như trước nha. Nó vuột. Đây con rửa tiếp cho Năm. Này rửa đi con. Còn để riêng đi nè. Năm để riêng cá ít ít nè. Nhóc ở trần nè. Nè, cắt lòi nè các bạn. Cắt lòi mình để nguyên cộng luôn đi. Cái nào vậy thì dễ. Trời, tôm ruột gói bánh xèo ngon lắm á. Ăn mới đúng cách luôn. Ôi, cái lá ruột cũng ngon. Cắt lòi. Còn lại lá bự bự không à. Rồi đinh lăng nữa nè. Hồi kẹt bánh xèo ăn ngon luôn. Ủa Năm bẻ lá xoài nữa hả? Ừ, để riêng riêng đi. Riêng riêng đi cho nó họ cắt lên ăn cho đẹp. Mình ăn cũng ngon lắm. Nói Năm chạy dưới á. Xa không? Xa. Nãy giờ là mắm đổ bánh xèo cả nhà ơi. Lần đầu tiên mắm đổ bánh xèo là thịt vịt nha cả nhà. Giờ mở bát hai với mà những Năm ăn bánh xèo nha, mà giờ có mớ rau sống nữa. Những Năm bẻ đủ loại rau cho nha cả nhà, mời cả nhà ăn với những cháu mình. Rồi, xin mời các bạn đi. Mời các bạn dùng bánh. Rồi bóc hả? Thì Năm cũng không bóc chứ, ăn bóc mới kịp đây chứ. Bánh xèo thì bóc. Bóc thì nó ngon. Lần đầu tiên mắm đổ bánh xèo hả nhà ơi. Vì Năm ăn hết dĩa này thôi nha. Không ăn nhiều à. Vì cũng đổ khéo ra. Thôi à. Qua trời cái dĩa này rồi. Rau dòm rau không hay là thấy hấp dẫn. Thấy hấp dẫn. Bánh xèo là có từng dột rồi nha. Rồi cái dĩa này. Đây. Năm cuốn vậy? Chị thèm quá. Chạy nó biết. Đây cái dĩa bánh xèo này là thiệt. Chưa ăn biết ngon rồi đó. Anh Năm ăn thử lần đầu tiên nữa. Vừa ăn dứt lên một miếng làm nước mắm này vừa ăn quá ngon quá. Con nãy luôn. Các bạn nha. Mình thấy cái dừa đó thôi. Nút nước miếng là bạn thấy không? Chưa. Trời ơi hấp dẫn dữ. Xin mời cả nhà. Giờ mắm ngon quá các bạn ơi.
Để quá ngon quá. Ngon mình chưa nói được đó. Con làm mấy cái dừa ngon quá à? Ba cái dừa. Đổ vô hai có hai ly bia. Nó ngâm uống trà nha. Nhìn thấy rau, mình không biết mấy cái dừa. Nó mưa là được mưa luôn hả? Ừ. Qua trời nó mưa. Nó dừa có đâu có ngon quá chứ bác. Còn ba gạch. Mà bà gá cắt lậu cái này. Nó có cành cua nữa. Nó cắt lậu. Nó xòi nữa. Đinh lăng. Mắm đổ bánh xèo thịt vịt bông điên điển này cả nhà. Mắm phải ăn bông điển. Lần đầu tiên mới ăn bánh xèo bông điên điển. Ừ. Sao có hai ăn thấy sao? Ngon. Cuộn này mình cuộn lát cắt lậu các bạn. Thường thường ngày là ăn hay bông điên điển nấu chua hay nhẫn nhẫn mà này không có. Nhẫn nhẫn. Đậu luôn như miếng lá chuối nào cũng chắc cũng được à nha. Hơi dai. Bỏ theo đổ một điểm không á. Có hai đổ của dừa hay là giá như hẹ rồi đó, nó không bằng. Nó không có hậu ngọt. Xin mời các bạn nha. Cái này là lá cắt lòi nha các bạn. Đây mình chịu khó đi vòng vòng à, vòng vòng vườn bờ đó đủ thứ rau nha. 5 kg đâu hay vậy. Ừ. Mời các bạn nha. Ngon quá, bánh chèo mà gặp rau vườn, rau sạch này là số 1. Con này lấy ăn rau cắt lòi. 5 cuộn cái này là đủ thứ rau rồi nha. Lá cách nè, lá cầm ruột nè, đinh lăng nè, các loại là cùng vô một cuốn một, ăn thử cái mùi vị nó ra sao. Trời ơi, quá trời dễ rau này, ăn hết đi rau nữa thôi. Ăn thì cũng vô một cuốn. Thêm một chim nữa. Xin mời các bạn nghe, cái này là đủ thứ rau kia nè. Ba chứ dừa bỏ béo ghê vậy nè. Trước hết thì nghe mùi đinh lăng rồi đó. Đinh lăng ăn tốt lắm á. Một tới lách luôn. Ăn gì còn phái rồi để ăn. Lớp cá. Rau nào cũng tốt. Cua lủi cũng tốt nè. Nó dở quá, chồng nó bẻ vô là nó bị giật. Khó chồng lắm con ơi. Ừ. Khó chồng lắm. Chốn nhau mình cũng chốn luôn. Nó gói vô đâu nè. Con bánh xèo à. Cái tay vậy nên nó mới ngon. Con bắp mới ngon. Đây, hấp dẫn chưa? Qua chợ cuốn này cuốn khổng lồ quá rồi. Chấm đậm đậm vô. Trộn cái này cho nó. Mắm dừa đúng không? Dừa. Với mặn sao dừa năm chấm nhiều đúng không? Nè. Nó nhiều cái thấm. Thịt nó ăn thấy dừa ăn không? Hấp sấy. Để mặn mình xào mặn quá rồi đâu có chấm nước mắm ăn ngon rồi. Không rủi mà cuộn mấy phèo là hấp tẩy luôn á. Thơm quá thơm à. Nó cắt nó trúng nó mất đi rồi. Nó cắt nhiều lắm con. Có hai ăn hết dĩa đó đó nha. Còn cái gì năm ăn hết dĩa này. Mình ăn hết dĩa đó nữa thôi nha. Không nhìn ghê luôn.
mấy giờ ba cái. Mắm xin mời cả nhà. Chấm vậy mới ngon à. Chấm này dính nè, dính bả gì chua vô. Chua rồi vô hả? Ừ. Vậy mới ngon hả? Thấy không? Vâng. Sao muốn ngon. Rất dở mà làm vô làm thử một cuốn đây. Nó này biết ý gì năm đó, nó cuốn cuốn nạp nó không lột mà. Thằng gì ra đã. Ừ. Em nói không? Đủ thứ gà không con? Đủ đâu không? Ừ. Nè, con lấy lát cái bò bự nè để lên cho nó. Hai loại nè. Ừ. Thằng dục là ba loại nè. Nó gắt là 4 loại nè. Vô thơm. 4 rưỡi là 5 nè, vô thơm là 6 nè. Cái cá. Cái cá là 7 nè. Ừ, mình còn gì hết. Mình đăng 8 nè. Thằng cua. Thằng cua. Thằng cua cái... Nó rồi, nó rồi, nó rồi. Rồi, rồi, được rồi, cuốn đi. Mình ăn rau nhiều là giống như mình ăn thuốc nam nha các bạn. Rau nhiều tốt rồi cả nhà. Quá trời rồi. Quá trời rồi. Cái cuộn này là đủ thứ rau luôn đó. Để mình thử cái này cũng như là một thang thuốc nam nhé. Ăn rau nhiều. Rồi cuộn này thôi, ăn thử cái mùi vị nó ra sao nha. Xin mời các bạn nha, rau nhiều lắm đó các bạn. Không có gì mà chê được hết á. Có hai thấy làm cuộn, có hai đím nữa. Răng đi. Con đang để rau vô nè. Con là phải ăn rau à. Sáng dựng chưa cơm á. Có bụng, giờ cái bụng nó đau bụng luôn. Làm cuốn nó đi. Nó chưa rồi nó mà ăn hết thì cuốn rồi. Dán lo lại đây nha, dựng năm để thôi. Mớm lo hoài. Lo mà người ta mình ăn hoài sao. Đấy coi rồi, ăn rồi. Nghe coi chỗ nào ăn giả cho nó. 19 20 tuổi không chịu có chồng. Có thằng kia mãi kìa. Mãi chị xấu. Mà già mãi nó cũng đẹp lắm mà nó cũng sợm vậy đó. Mà nó có cái bụt gùi nữa. Người nghe cái mỏ. Mà nó chê cái bụt gùi nó không chịu. Con lội xong quá rồi ai đâu mà thương. Quá quậy rồi. Vậy. Vô thay cháu rồi. Vô. Cộng ly. Xin mời cả nhà. Rảnh. Rảnh nó miếng. Ngon quá. Hai coi có ai không, làm ai con đi. Làm ruộng mới được nha. Sao mà chén. Làm ruộng lội sông, lội biển rồi mới được chứ. Anh chỉ là mai nó làm gần gần như nè. Đem về mò cá, bắt cá rồi ăn chứ. Chỉ gì cho xa. Ngon quá. Cho có chồng cái nó còn ngon đúng mà. Ngon lắm. Rau đủ rồi đâu ngon. Ăn mà không đủ rau đâu mượn nó mình mồi rồi. Ăn mà không đủ rau ăn cũng đủ ngon. Ừ. Rồi bông điển vô con. Điển à, phái vậy ha. Ừ, ngon quá rồi, bông điển ngon. Bữa dài bữa ở đây qua cái mùa khô nó không có bông điển. Mùa nước này nè. Vì mà anh ấy anh không biết ăn bông điển. Vậy hả? Trời ơi, cái mùa này mới có chứ, mùa khô đâu có con ơi. Anh ấy đổ bánh xèo bông điển điển. Rồi, cái cuốn này nó cũng bằng cái ôm mình nè. Kệ đó, cái cuốn sao ăn vậy để mình chê cái nó mới muốn đổ cuốn mình ăn nữa đâu. Cái bông điển này tôi mới lần đầu ăn mà tôi thấy ngon. Vậy hả? Xin mời các bạn nha. Ngon quá. Nó ngọt phải không ở đây?
còn có lá lá gì quên luôn rồi anh Năm. Bình ruột, bình ruột rồi đợi xíu nữa chết rồi mai các bạn. Tại cái này con đổ Năm ăn với bác Hai ăn là ăn điển cũng hết mùa rồi. Ở ngoài cây nó cùi luôn rồi kìa. Mời cả nhà. Ngon quá, nó mắm ngon quá. Nhiều quá, nói không được luôn. Chua chua ngon ngọt. Chua mới mặn ha, mặn thắng. Không mới mặn á. Mới mặn, giống chua thắm, ngon quá không? Tại đang nấu nước dừa lên á. Cái dừa nấu á. Đừng ta làm trước ngày hai ngày nó thấm ngon, những dừa này cũng thấm ngon quá. Thì có ai làm nấu nước dừa nào, làm nước dừa, còn không làm nước dừa, nước lạnh, nấu nước lên. Nó mới ngon, nó đổ vô nó nóng á. Cái gà chắc chanh á, nó mới thơm mà cái hậu nó ngon, phải như là người ta pha nước lạnh. Để cho anh ăn thì để con cháu nó cuốn hoài, nó tự mình ạ. Nó làm ruộng kìa nãy giờ, nó trốn dưới đây nè. Đây, cắt lòi. Cắt cái ruộng hết nè, đây còn một lá nè. Đây, lá xài, rồi cái lá xài này nó ngon, nó bự nè. Để dài cái gì luôn nhai cho nó giòn giòn cái cọng luôn. Cái lá xài này thì ăn vô nó chua chua chắc chát ngon quá. Năm rồi hết dĩa rồi có hai rồi. Anh hết dĩa nữa nghe, hứa nãy rồi. Thôi Năm, hả? Em bốc đó. Đây. Điểm tôi cho nó ngon, đậm đà. À, trời ơi, nãy cái gì cái ôm và cúng rồi tới cái gói nằm luôn rồi nè. Quá trớn luôn rồi nè các bạn ơi. Để tôi ăn bị cái này nó ngay. Nó không có xương, nó ngon. Tại con lóc thịt ra rồi. Để bơ thịt vô, sồn sạc khó ăn lắm. Cảm ơn các bạn, cúng này ngon quá. Rồi sợ bất ai nhai không được nữa, người thôi lóc ra. Cái hàng tiền nào còn vững. Đủ loại đó nha, đủ loại keo luôn. Khéo cái kia, khéo nội, khéo gối cũng khéo nữa. Làm ở gì vừa mà nói là mình có bánh phèo là chị Năm phải đi thấy gao. Đủ gao hết. Đủ gao. Vậy mới ngon. Mình ngán cái món này mình cuốn mình cuộn gao khác chứ nó cũng ngon lại cho thôi nè. Cuộn cà bá luôn hả? Ăn kìa nó ngon thôi chứ không ngán. Ăn gao lên thuốc mà. Nói gì ăn, ăn, thì ngon ăn cũng ngon. Mình cực cho cái người mình. Con có cực gì đâu. Bác Hai với Năm ăn là vui rồi. Thưởng thức con làm lần đầu tiên. Món ăn cả nhà ơi. Rồi kéo hả? Không biết đổ ngon dở mà không biết nãy giờ hết dĩa bánh xèo. Hết dân dĩa mắm. Còn với Bác Hai cũng hết luôn rồi. Cái mắm ngon quá. Lá bình dược ăn cũng ngon quá ha. Chắc chát. Bình dược chát mà nó không hột chua. Còn cái lá xài nó chát mà nó chụp hột chua. Cái chỗ này dễ kiếm rau. Rau sạch xong rồi ăn mới vững rồi ăn sống không. Nó mới tôi làm vườn là cái gì ăn được mình để lại rồi chứ không có làm. Rau rồi mập lẻ đó. Cái lá trà bá rồi đang gối nè. Sửa hết rồi cái dĩa ra thôi, cái dĩa khổng lồ mà làm hết trơn nè. Cái cuộn viên Năm mà nhìn tự cái mẹ không muốn ăn nữa mà cái bụng no rồi sao ăn luôn mà. Wow. Cuốn này chơi chặt nè, phải nhỏ nhỏ chứ nó chắc lắm các bạn, cứ nhắc luôn nè.
xin mời các bạn. Wow. Nấm ngọt rất ngọt. Nấm hoài không nghe người đâu bánh xèo vậy. Bánh kèm ngon, bánh nước mắm cũng ngon. Mớ không? Không đi không đi bẻ rau rồi rất mưa quá trời. Con chó mà nó mời mình mà nó cuốn sẵn nữa, không ăn nó giận thế thôi. Nhớ anh nào kiếm con thì năm nay biết số điện thoại đi nha. Ừ. Hỏi có chịu về làm ruộng không thì ok. Cà phê ở giá. Thà ở 18-19 tuổi mà không chịu có chồng. Thà gì ở vậy cho nó khỏe lắm ơi. Còn nấu cho năm ăn rồi có chồng rồi ai nấu năm ăn nữa. Năm nay có thai thì rồi không ai nấu nữa nha. Vô. Không ai biết ngọn đợi mà. Kéo gối. Muốn gặp gạch cái bàn cái mâm rồi. Cái này ổng chịu tay gói cho mình. Bánh thì cũng hết, rau thì cũng tất cả rồi, nước mắm hết trơn luôn rồi. Làm ngon quá mà phải nhiều thôi. Thế hiểu mắm. Dạ. Bữa nay mắm biết chứ nào là bông điển cũng hết mùa cả nhà ơi. Những năm từ đó giờ ổng chưa ăn bông điển mà đổ bánh xèo như thịt vịt nha cả nhà. Bữa nay mình đi mua bông điển rồi mình làm như thịt vịt cho bác hai với năm ăn. Với kèm thêm rau quá trời ngon rồi cả nhà ơi. Giờ mắm xin kết thúc video tại đây. Ở nhà nhớ nhắn cho mắm Hòa Nhân Năm một like, một chia sẻ, một đăng ký nha cả nhà. Mà bữa nay cũng mưa quá cả nhà ơi. Chúc cả nhà một ngày an lành và hạnh phúc nha. Mắm xin chào cả nhà. Xin chào các bạn.